Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine gấp rút khai thác khung thời gian ngắn ngủi của Atakam. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine rush to exploit short Atakam window. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Lực lượng của Kyiv đang chạy đua với thời gian để tận dụng Atakam tầm xa do Mỹ sản xuất hay hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân MGM-140 để chống lại các mục tiêu của Nga ở Ukraine bị tạm chiếm, trước khi quân đội Mạc Tương Khoa có thể thích ứng với vũ khí mới. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan tiết lộ vào tháng 4 rằng Mỹ đã bí mật cung cấp một số lượng đáng kể Atakam cho Ukraine, hoàn thành nguyện vọng bấy lâu nay của Kyiv là có được hệ thống vũ khí tầm xa có thể đặt toàn bộ Crimea bị tạm chiếm vào tầm ngắm của mình. Mỹ đã cung cấp các biến thể Atakam tầm ngắn hơn, nhưng Ukraine hiện có hỏa tiễn có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 290 dặm hay 466 km. Sullivan cho biết đây là khả năng mà chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp. Atakam đã và đang tạo ra tác động trên khắp Ukraine bị tạm chiếm. Các hệ thống phòng không, căn cứ không quân và địa điểm huấn luyện của Nga là những nạn nhân đầu tiên của cuộc tấn công Atakam mới của Kyiv, với nhiều đồn đoán rằng cầu eo biển Kursk sẽ là một trong những mục tiêu cuối cùng. Trong một diễn biến bi thảm cho thấy quân Nga vẫn chưa thích ứng với thực tế mới, Bộ Chỉ huy của Trung tâm huấn luyện Mosniakika ở tỉnh Luhansk đã gom quân thao dượt diễn binh mừng ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 trong nhiều ngày liên tiếp. Bình thường họ vẫn an toàn vì ở ngoài tầm ngắn của HIMARS là 80 km. Số lính Nga tử trận được tường trình đã lên đến hơn 100, với các báo cáo bi quan cho rằng đã ngấp nghé con số 200. Các lực lượng của Mạc Tư Khoa đã phản ứng và quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ một số hỏa tiễn nhằm vào Crimea. Giống như các hệ thống vũ khí trước đây của phương Tây, hiệu ứng Atakam có thể sẽ giảm dần khi quân đội Nga thích nghi với việc đối phó. Ivan Stupak, cựu sĩ quan cơ quan an ninh Ukraine và hiện là cố vấn cho Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine, nói với Newsweek, như chúng tôi biết, người Nga có thể thích ứng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Stupak nói thêm, tôi nghĩ chúng tôi có tới 2 tháng để loại bỏ càng nhiều đối tượng chiến tranh của Nga càng tốt trước khi người Nga thích nghi. Chỉ cần nhìn vào đạn có độ chính xác cao Excalibur, mức độ chính xác của chúng đã giảm đáng kể từ 70% xuống còn 6% do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Việc chuyển giao thành công hoặc được đề xuất từng hệ thống vũ khí riêng lẻ, cho dù là xe tăng HIMARS, xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Bradley, Atakam hay F-16, vân vân, tới Ukraine đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và bình luận của công chúng. Nhưng không một hệ thống nào có thể đảo ngược sự cân bằng chiến lược ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cảnh báo vào cuối tuần trước khi thảo luận về hệ thống hỏa tiễn đất đối không Patriot. Tôi sẽ cảnh báo bất kỳ ai khi tin rằng có một loại hệ thống duy nhất sẽ là viên đạn bạc. Nó sẽ là sự kết hợp của một số hệ thống. Nó sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có thể sử dụng hiệu quả các hệ thống này và duy trì các hệ thống đó hay không, và liệu Ukraine có thể huy động đủ số lượng binh sĩ để bổ sung hàng ngũ của mình hay không. Giám đốc tình báo Mỹ: cuộc chiến của Nga chống Ukraine khó có thể kết thúc sớm. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề United States Intelligence said Russia's war against Ukraine unlikely to end anytime soon. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines ngày 2 tháng 5 cho biết cuộc chiến toàn diện của Nga chống Ukraine khó có thể sớm kết thúc. Theo Haines, Mạc Tư Khoa có thể sẽ tiếp tục chiến thuật ngày càng hung hăng chống lại Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái tăng cường gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine được cho là đã làm hư hại một nửa hệ thống năng lượng của đất nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mạc Tư Khoa đã tấn công Ukraine bằng hơn 3.200 quả bom dẫn đường, gần 300 máy bay không người lái loại Shark và hơn 300 hỏa tiễn chỉ trong tháng 4. Theo quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ, Putin tin rằng các sự kiện trong nước và quốc tế đang phát triển có lợi cho ông ta. Hans nói, chiến thuật ngày càng hung hãn nhằm gây ấn tượng với Ukraine rằng việc tiếp tục chiến đấu chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho Ukraine và không mở ra con đường chiến thắng hợp lý nào. Sau nhiều tháng trì hoãn và đấu tranh chính trị, tuần trước, Mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 61 tỷ Mỹ kim. Nguồn vốn này rất cần thiết khi lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát ở tiền tuyến và các cuộc tấn công trên không quy mô lớn làm xói mòn năng lực phòng không của Ukraine. Kyiv tuyên bố sẽ giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị Nga xâm lược, bao gồm cả Crimea. Tổng thống Zelensky nói rằng viện trợ quân sự được chờ đợi từ lâu của Mỹ mang lại cho Ukraine cơ hội chiến thắng trước cuộc chiến của Nga. Nga nói, vụ nổ cầu Crimea do sức công phá tương đương 10 tấn thuốc nổ TNT. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề, Crimea Bridge Explosion Caused by Equivalent to 10 Tons of TNT, Russia. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một tờ báo Nga đưa tin, cây cầu chính nối đất liền Nga với Crimea bị sáp nhập đã bị nổ tung vào tháng 10 năm 2022 bằng thiết bị nổ tự tạo có sức mạnh tương đương 10 tấn thuốc nổ TNT. Ukraine đã tấn công cây cầu đường bộ và hỏa xa dài 19 km vào ngày 8 tháng 10 năm 2022 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2023. Cây cầu này rất quan trọng để duy trì các cuộc tấn công quân sự của Mạc Tư Khoa ở miền nam Ukraine và Kyiv đã tuyên bố sẽ tấn công công trình này trong tương lai gần, trong khi tìm cách chiếm lại bán đảo mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Báo Kommersant của Nga cho biết, một cuộc điều tra cho thấy nhiên liệu hỏa tiễn rắn được giấu trong các cuộn phim polyethylene được kích nổ trên cầu eo biển Kerch. Cuộc điều tra cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ định một nhóm do Thiếu tướng Vasyl Maliuk, nhà lãnh đạo cơ quan an ninh SBU của Ukraine, đứng đầu để phá hủy cây cầu. Các thành viên nhóm vào một thời điểm không xác định, nhưng không muộn hơn tháng 8 năm 2022, có lẽ trên lãnh thổ Ukraine sử dụng các bộ phận được sản xuất công nghiệp, đã chế tạo một thiết bị nổ tự chế có sức nổ cao với công suất khoảng 10 tấn TNT, Kommersant đưa tin. Kíp nổ ẩn được kích hoạt bởi tín hiệu GPS tại thời điểm đi qua điểm định trước. Vụ nổ khiến hai nhịp cầu bị sập, 17 toa xe bồn chở hàng bị hư hỏng. Tờ báo này nhận định thêm rằng Ukraine giờ đây đã từ bỏ ý định cho nổ cây cầu bằng chất nổ sau khi nhận ra rằng ngay cả 10 tấn TNT cũng không làm sụp đổ được cây cầu. Hy vọng còn lại của người Ukraine là phóng hỏa tiễn vào cây cầu bằng các hệ thống hỏa tiễn đất đối đất hay bằng cách phóng hỏa tiễn từ các chiến đấu cơ, có lẽ từ các chiến đấu cơ F-16 mới nhận được từ Hà Lan. Ba Lan kêu gọi thành lập lữ đoàn hạng nặng của quân đội Liên hiệp Âu Châu trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga gia tăng. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Poland calls for heavy brigade for EU troops amid rising Russia threat. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ba Lan đã kêu gọi thành lập một lữ đoàn hạng nặng gồm các lực lượng phản ứng nhanh của Liên hiệp Âu Châu để có thể ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng bên ngoài biên giới của khối, khi lo ngại ngày càng tăng về khả năng Warsaw bị Mạc Tư Khoa tấn công trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ba Lan TVP World phát hành hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã trình bày chi tiết về các ưu tiên của đất nước ông liên quan đến an ninh Âu Châu. Cuộc phỏng vấn được công bố vài ngày sau khi Sikorski cho biết Ba Lan sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu bị Nga tấn công. Quân đội Ba Lan cho biết trong suốt cuộc chiến giữa Mạc Tư Khoa với Ukraine rằng
Hỏa tiễn hành trình của Nga bắn vào miền Tây Ukraine đã đi vào không phận của nước này. Chúng ta cần thực hiện các biện pháp trừng phạt hiệu quả hơn, và như bạn biết, một số quốc gia thành viên đang ngăn chặn hoặc trì hoãn chúng. Chúng ta cần hoãn lại số tiền mà các quốc gia còn nợ từ cơ sở hòa bình Âu Châu để họ có thể gửi thêm hàng hóa tới Ukraine, Sikorsky nói. Ngoại trưởng Ba Lan cho biết, Ba Lan cũng cần chuẩn bị trong các lĩnh vực phòng thủ dân sự và an ninh mạng. Ngoài ra, cá nhân tôi với tư cách trước đây của mình tại Nghị viện Âu Châu cũng như bây giờ, tôi ủng hộ một lữ đoàn hạng nặng, khả năng phản ứng nhanh của Liên hiệp Âu Châu để chúng ta không phải huy động các nguồn lực của Hoa Kỳ cho mọi trường hợp khẩn cấp ở ngoại vi của chúng ta, Sikorsky nói. Ông nói, ví dụ điều này có thể bao gồm một số vấn đề cấp thấp hơn ở Balkan hoặc Bắc Phi, một điều gì đó mà Âu Châu có thể giải quyết mà không cần nhờ đến NATO và Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Bild của Đức, Ngoại trưởng đã nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga trong bối cảnh nước này đang diễn ra cuộc chiến chống lại nước láng giềng Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ông nói, Nga đã tấn công Ba Lan nhiều lần trong 500 năm lịch sử của chúng ta, nhưng trong kịch bản này, Nga sẽ thua bởi vì chúng ta phương Tây mạnh hơn Nga rất nhiều. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến đang diễn ra. Chúng ta có một sự lựa chọn, hoặc chúng ta có quân đội Nga bị đánh bại trong biên giới Ukraine, hoặc quân đội Nga chiến thắng ở biên giới với Ba Lan. Và những gì Putin sẽ làm lúc đó cũng giống như những gì Hitler đã làm với Tiệp Khắc. Ông ấy sẽ tịch thu ngành công nghiệp và người dân Ukraine và động viên họ tiếp tục phát triển. Sikorsky nói, tốt hơn hết là nên ngăn chặn Putin ở Ukraine cách đây 500 đến 700 km về phía đông. Vào tháng 3, Putin đã bác bỏ mọi ý kiến cho rằng nước ông có thể tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, nói rằng suy đoán như vậy là hoàn toàn vô nghĩa. Tiểu đoàn quân sự Mỹ sẽ ở lại Lithuania vô thời hạn. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề United States Military Battalion to remain in Lithuania indefinitely. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurinas Kasiūnas ngày 2 tháng 5 cho biết tiểu đoàn quân sự Mỹ đồn trú tại Lithuania sẽ ở lại nước này vô thời hạn, không chỉ đến năm 2025 như kế hoạch trước đó. Kasiūnas nói với Baltic News Service, trong chuyến thăm Washington, tôi đã nhận được xác nhận chắc chắn và rõ ràng từ Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và Ngũ sắc đài rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Lithuania là vô thời hạn và việc triển khai lực lượng trong khu vực sẽ không thay đổi. Ba nước vùng Baltic là đồng minh NATO của Washington giáp biên giới với Nga. Căng thẳng giữa Mặc Tư Khoa và Liên minh đã gia tăng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022. Mỹ đã duy trì sự hiện diện lực lượng luân phiên ở Lithuania kể từ năm 2019. Sau khi bùng nổ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, các tiểu đoàn này đã được tăng cường thêm binh lính và trang thiết bị. Tiểu đoàn Mỹ của Lithuania ban đầu dự kiến sẽ ở lại nước này cho đến năm 2025. Kasiūnas cho biết, quyết định cho phép tiểu đoàn Mỹ ở lại vô thời hạn được đưa ra nhằm ghi nhận giá trị của sự hiện diện quân sự ở Lithuania như một phương tiện để bảo vệ và củng cố Liên minh NATO chống lại Mặc Tư Khoa. Trong các cuộc họp, tôi đã nói rõ rằng sự hiện diện của Mỹ ở Lithuania là cần thiết và cùng với NATO, lữ đoàn Đức và các lực lượng quốc gia. Đây chính xác là sức mạnh chiến đấu cần thiết có thể ngăn chặn Nga một cách đáng tin cậy. Kể từ năm 2020, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phát triển năng lực quân sự và khả năng tương tác của quân đội Estonia, Latvia và Lithuania thông qua sáng kiến an ninh Baltic. Washington đã phân bổ 225 triệu Mỹ Kim cho sáng kiến này vào năm 2023 và 169 triệu Mỹ Kim một năm trước đó. Trọng tâm của nguồn tài trợ là phát triển lực lượng phòng không, nhận thức tình huống trên biển và lực lượng trên bộ.
Đầu năm nay, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật phân bổ 228 triệu Mỹ Kim viện trợ quân sự cho Estonia, Lithuania và Latvia. Một báo cáo tình báo của Lithuania hồi đầu tháng này cho biết, ngay cả khi Mạc Tư Khoa tiếp tục phân bổ các nguồn lực khổng lồ cho cuộc chiến chống Ukraine, nước này cũng vẫn tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với NATO, kể cả ở khu vực biển Baltic. Vụ hối lộ khiến Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu rơi vào tầm ngắm. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Redberry case put Russian Defense Minister Shoigu in the crosshairs. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ở Nga, nơi các vụ án cao cấp được thông tin bởi chính trị hơn là luật pháp, các vụ bắt giữ thường đưa ra những thông điệp chứ không phải công lý. Đó là lý do tại sao vụ bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov vào ngày 23 tháng 4 với cáo buộc nhận hối lộ là một vụ nổ bom. Những trường hợp chống lại các quan chức cao cấp như vậy là rất hiếm. Diễn ra trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5 của Vladimir Putin vào tuần tới. Vụ bắt giữ Ivanov được nhiều người hiểu là một dấu hiệu đáng lo ngại đối với Bộ trưởng Quốc phòng lâu năm của Nga, Sergei Shoigu. Người ta dự kiến sẽ có một cuộc cải tổ chính phủ lớn trong nhiệm kỳ mới của nhà độc tài Vladimir Putin. Mặc dù Shoigu có hàng tá cấp phó, nhưng Ivanov là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông. Mối quan hệ của họ đã có từ hơn một thập niên trước, lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau trong chính quyền khu vực Mạc Tư Khoa trước khi Ivanov theo ông chủ của mình vào Bộ Quốc phòng. Luật sư của Ivanov phủ nhận cáo buộc, nhưng ông đã bị Shoigu sa thải vào tuần trước, hãng tin TASS của Nga đưa tin. Trong công việc mới nhất của mình là giám sát xây dựng quân sự, Ivanov phụ trách một số dự án uy tín nhất của Nga, bao gồm một nhà thờ khổng lồ theo chủ đề quân sự và công viên giải trí yêu nước ở ngoại ô Mạc Tư Khoa. Và gần đây hơn là công trình tái thiết ở thành phố đổ nát Mariupol ở Ukraine bị Nga tạm chiếm. Việc tiếp cận các quỹ to lớn đã mang lại cho ông biệt danh cái bóp của Shoigu. Thay vì che giấu sự giàu có của mình, Ivanov lại phô trương nó. Trong nhiều năm, các tờ báo và các nhà báo độc lập đã ghi lại tình yêu của ông dành cho phụ nữ, bất động sản sang trọng, quần áo hàng hiệu và những chuyến đi tới French Riviera. Trong bản kê khai tài sản chính thức, Ivanov tự hào khai rằng ông có đến hơn 20 chiếc xe hơi. Cụm từ tình yêu của ông dành cho phụ nữ là cách nói văn hoa để mô tả hàng chục nhân tình mà Ivanov không hề che đậy. Nhưng ở Nga, việc có lối sống không phù hợp với mức lương của chính phủ không phải là điều bất thường, và đó chắc chắn không phải là lý do để bị bắt giữ. Một cuộc điều tra năm 2022 về Ivanov do nhóm của cố lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny thực hiện đã mô tả cách Ivanov trong một lần kéo tay áo của phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov để che chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay của Peskov. Đó là một ví dụ rõ ràng về cách giới thượng lưu của Putin che chắn lẫn nhau từ sự giám sát. Có thể nói rằng có điều gì đó đã thay đổi khiến Ivanov, một người trong cuộc có mối quan hệ tốt mà trong thời bình thường được coi là không thể chạm tới, đã trở thành mục tiêu. Chính xác những gì đã xảy ra đang là chủ đề cho những đồn đoán gây sốt, có khả năng một số yếu tố đang diễn ra. Sau khi Ivanov xuất hiện trước tòa trong lồng kính vào buổi sáng, sau khi bị bắt, các chuyên gia nhanh chóng chỉ ra rằng anh ta vẫn mặc bộ quân phục mà anh ta đã mặc ngày hôm trước trong cuộc họp làm việc trên truyền hình do Shoigu chủ trì. Quang học cho thấy không chỉ Ivanov mà toàn bộ Bộ Quốc phòng Nga đang ở dưới kính lúp. Ilya Sumanov, nhà lãnh đạo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine, nạn tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng đã tăng vọt cùng với việc chi tiêu quân sự ngày càng tăng. Từ quan điểm của giới lãnh đạo, điều này làm suy yếu khả năng phòng thủ của đất nước. Ai đó phải trả lời cho điều đó, ông nói. Điện Cẩm Linh đã thực hiện một số biện pháp thận trọng. Ví dụ, vào tháng 3, Putin đã bổ nhiệm một thứ trưởng quốc phòng mới phụ trách cung cấp vật chất và kỹ thuật cho quân đội. Đó là người thứ ba giữ chức vụ này trong thời gian một năm rưỡi. Sumano nói rằng
sự thái quá của Ivano khiến anh ta trở thành vật tế thần tiện lợi. Nó cũng phù hợp với chiến dịch rộng lớn hơn của Điện Cầm Linh nhằm áp đặt một tiêu chuẩn mới thời chiến về tín hiệu đạo đức tiết kiệm cho giới thượng lưu của mình, vốn đã chứng kiến nhiều người nổi tiếng bị tẩy chay và trong một số trường hợp bị truy tố vì tội đồi trụy nơi công cộng. Ivano không cảm nhận được hướng gió thổi. Vladimir Pastuko từ Đại học College London viết, khi tiếp tục sống một cuộc sống hào nhoáng vào thời điểm mà toàn bộ giới thượng lưu bắt đầu tích cực thay quần áo kaki, liên kết Prigozhin, một người đã cảm nhận được làn gió thay đổi trước khi chết trong một vụ tai nạn máy bay đáng ngờ là lãnh chúa Wagner Yevgeny Prigozhin. Ông ta chỉ trích quân đội Nga dành nọc độc đặc biệt cho Shoigu, cáo buộc ông ta đã bỏ đói đạn dược và thiết bị của lực lượng đánh thuê của mình. Prigozhin cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm 2023, bạn không thể ném người ta vào máy xay thịt và sau đó tiếp tục ăn món súp kem gồm nhiều hạt moros, hạt rẻ, bất cứ thứ gì đang thịnh hành ngày nay trên Rublyoka. Prigozhin nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm 2023, đề cập đến vùng ngoại ô sang trọng nơi phần lớn giới thượng lưu có nhà riêng ở đó. Cuộc binh biến thất bại của Prigozhin được thúc đẩy bởi yêu cầu lật đổ Shoigu. Nhưng sự thất bại của lãnh chúa sau cái chết của ông khiến Shoigu dường như không bị tổn hại gì cho đến tận bây giờ. Với cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba và các phe phái khác nhau trong cơ quan thực thi pháp luật đang tranh giành ảnh hưởng và quyền lực, Shoigu dường như đang phải đối mặt với thời điểm chung cuộc. Sumano nói, các cáo buộc tham nhũng là công cụ cho các chủ thể chính trị khác nhau trong cuộc chiến giành quyền lực của họ. Trong bài phát biểu sau bầu cử vào tháng 3 trước cơ quan an ninh liên bang, Putin đã nói với những người kế nhiệm KGB hãy đặc biệt chú ý đến nạn tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng. Các cơ quan an ninh chưa bao giờ thích Shoigu. Abbas Galiano, người từng viết diễn văn cho Điện Cầm Linh, cho biết, thứ nhất, các cơ quan an ninh luôn cảnh giác với quân đội và luôn tìm kiếm những âm mưu trong vòng vây của họ. Hiện tại, vụ việc chỉ tập trung vào cáo buộc hối lộ và truyền thông nhà nước đưa ra câu chuyện với tương đối ít thời lượng phát sóng, cho thấy Điện Cầm Linh không muốn tạo ra tiếng vang lớn hơn nữa về vụ bắt giữ Ivano. Sumano cho biết ông bị buộc tội nhận hối lộ hơn 1 triệu rúp hay 10.000 euro, một cáo buộc buồn cười vì số tiền khổng lồ được chuyển qua tay ông và tay các quan chức cao cấp khác hàng tháng. Ông nói, hãy bắt bất kỳ thứ trưởng nào và bạn sẽ tìm thấy những khoản tiền lớn hơn nhiều, những chiếc Rolls Royce, bất động sản đắt giá và nhiều hơn thế nữa. Pesco cũng bác bỏ tin đồn rằng Ivano có thể bị buộc tội phản quốc, gọi chúng chẳng qua là suy đoán. Trong một dấu hiệu cho thấy vận mệnh của giới thượng lưu Putin có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào, Ivano sẽ bị tạm giam 2 tháng tới tại nhà tù Lefortovo được canh gác an ninh cao ở mặt tư khoa. Bà Shoigu từ lâu được coi là một trong những tay sai trung thành nhất của Putin, thậm chí còn là bạn đồng hành của ông trong các chuyến đi đến rừng Taiga, sẽ ngồi trên ghế của mình, chờ bổ nhiệm người thay thế Ivano và kết quả của cuộc cải tổ nội các, mà có lẽ là sự ra đi của chính ông ta. Gazprom báo lỗ ròng gần 6,9 tỷ Mỹ Kim vào năm 2023. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Gazprom reports nearly $6.9 billion in net loss in 2023. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom thuộc sở hữu nhà nước của Nga đã báo cáo tổn thất ròng 629 tỷ rúp, tức là gần 6,9 tỷ Mỹ Kim vào năm 2023. Đó là mức sụt giảm lợi nhuận lớn nhất của công ty trong nhiều thập niên trong bối cảnh giá khí đốt giảm. Thị trường Âu Châu hạn chế và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân Ukraine. Gazprom đã công bố báo cáo thu nhập quốc tế vào ngày 2 tháng 5, tiết lộ tổn thất ròng 6,84 tỷ Mỹ Kim vào năm 2023 so với thu nhập ròng 1,23 ngàn tỷ rúp.
nghĩa là khoảng 13 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022. Doanh thu từ bán khí đốt giảm 40% trong một năm. Theo Bloomberg, tổn thất năm 2023 của Gazprom là báo cáo lỗ ròng hàng năm đầu tiên của công ty kể từ năm 1999. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Liên minh Âu Châu đã đặt mục tiêu loại bỏ nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Thị trường Âu Châu trước đây là nguồn thu nhập chính của Gazprom đã thành công trong việc bảo đảm các lựa chọn thay thế cho khí đốt của Nga. Theo Financial Times, thị phần nhập khẩu khí đốt từ Âu Châu của Nga đã giảm từ 40% vào năm 2021, là năm cuối cùng trước cuộc xâm lược, xuống chỉ còn 8% vào năm 2023. Để tìm kiếm thị trường mới, Nga buộc phải xuất khẩu khí đốt tự nhiên với giá giảm. Bộ Kinh tế Nga công bố một báo cáo hồi đầu tháng này ấn định giá xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc ở mức 257 Mỹ Kim một mét khối so với mức 320.030 Mỹ Kim của các thị trường phương Tây. Nga tái triển khai các đơn vị ưu tú gây ra nhiều đồn đoán. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia's Redeployment of Elite Units Fuels Speculation. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Quân đội Nga đang tái triển khai các sư đoàn dù tinh nhuệ từ mặt trận phía nam Ukraine để tăng cường tấn công ở phía đông, nơi Mạc Tư Khoa đang tiếp tục đà phát triển. Các nguồn tin ủng hộ Nga cũng như các nguồn tin ủng hộ Ukraine cho biết các sư đoàn dù số 76 và số 7 của Nga được triển khai đến khu vực Robotyne ở vùng Zaporizhia vào mùa hè năm 2023 để đối phó với các cuộc phản công của Kyiv đã bị điều động đến các khu vực khác của mặt trận. Tuy nhiên vẫn có sự bất đồng về việc chính xác các sư đoàn Nga sẽ được cử đi đâu. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets hôm thứ Tư cho biết ít nhất một tiểu đoàn thuộc sư đoàn dù số 76 của Nga từ hướng Oriki ở vùng Zaporizhia đã đến tiền tuyến Luhansk hoặc hướng Krasnodar, cả hai đều ở phía đông. Nhưng một kênh Telegram thân Nga cho biết, các thành phần của sư đoàn dù 76 đã được cử đến để giải vây cho sư đoàn dù 104 gần đầu cầu chiến thuật Krynki, vùng Kherson. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ gọi tắt là ISW hôm thứ Tư cho biết, không có xác nhận nào về việc tái triển khai này, mặc dù những báo cáo này là có ý nghĩa và hứa sẽ nghiên cứu kỹ hơn trong những ngày tới. Cơ quan cố vấn này đánh giá rằng Mạc Tư Khoa có thể muốn sử dụng số quân tái triển khai để hỗ trợ cuộc tấn công ở khu vực Donetsk và tận dụng điểm yếu của Kyiv, trước khi nước này nhận được số lượng viện trợ quân sự đáng kể vừa được Quốc hội Mỹ thông qua. Các lực lượng Nga đang cố gắng xâm nhập vào phía tây bắc Avdiivka, nơi họ đã chiếm được vào tháng 2 khi họ cố gắng chiếm thị trấn Chasiya, có ý nghĩa chiến lược, nơi sẽ là bước đệm cho các thành phố lớn khác trong khu vực Donetsk. ISW cho biết việc Nga tái triển khai các đơn vị về phía đông sẽ cho phép lực lượng của nước này tăng cường các hoạt động tấn công và đặt các lực lượng Ukraine dưới áp lực ngày càng tăng. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết họ sẽ đẩy mạnh sản xuất vũ khí để cung cấp vũ khí cho mặt trận phía đông Ukraine nhanh hơn. Sau cuộc gặp với các lãnh đạo quân sự hàng đầu hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết mục đích là tăng số lượng và phẩm chất vũ khí và thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội, chủ yếu là vũ khí. Ukraine đã dự đoán rằng lực lượng của họ sẽ phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn trước một cuộc tấn công dự kiến của Mạc Tư Khoa vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, khi họ chờ đợi một đợt viện trợ quân sự của Mỹ. Theo Kyiv, tổn thất nhân sự hàng ngày của Nga vẫn ở mức cao, đồng thời cho biết hôm thứ Năm rằng, so với ngày hôm trước, lực lượng Mạc Tư Khoa đã chịu 1.030 thương vong. Ngày thứ Sáu liên tiếp tổng số người chết và bị thương lên tới 4 con số. Theo Kyiv, tổng số nhân sự Nga thiệt mạng trong cuộc chiến lên tới 470.870 người. Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Thụy Sĩ diễn ra vào ngày 15 đến 16 tháng 6. Nga không được mời ở giai đoạn này.
Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Switzerland Peace Summit to take place on June, Russia not invited and this date. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 5 cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ sẽ được tổ chức vào ngày 15 đến 16 tháng 6, dựa trên thỏa thuận giữa Kyiv và Benz. Hãng thông tấn Thụy Sĩ Swissinfo đưa tin vào ngày 10 tháng 4. Cuộc họp sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock phía trên hồ Lucen ở miền trung Thụy Sĩ và 160 phái đoàn quốc gia sẽ được mời tham dự hội đàm. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết, Nga, kẻ xâm lược trong cuộc chiến đang diễn ra, sẽ không được mời ở giai đoạn này của cuộc đàm phán. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba biện minh cho quyết định không mời Nga trong một bình luận trên tạp chí Chính sách Đối ngoại, nói rằng đường lối của chúng tôi xuất phát từ thực tế và từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã thu được. Từ năm 2014 đến năm 2022, chúng tôi đã có gần 200 vòng đàm phán với Nga ở các hình thức khác nhau với các nhà hòa giải và song phương. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Nó kết thúc bằng cuộc xâm lược quy mô lớn năm 2022, ông nhấn mạnh. Thụy Sĩ đã nói rằng dù sớm hay muộn, Mạc Tư Khoa cũng nên tham gia vào quá trình này. Chính quyền Thụy Sĩ cho biết, một tiến trình hòa bình mà không có Nga là không thể thực hiện được. Trong khi đó, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov tuyên bố hằn học rằng Nga sẽ không tham gia ngay cả khi được mời. Tổng thống Zelensky nói rằng Hội nghị Thượng đỉnh sẽ đóng vai trò là nền tảng đối thoại để đạt được nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Các nguyên tắc nền tảng của sự kiện này đã được phát triển trong một loạt cuộc họp quốc tế và tập trung vào công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine. Công thức này bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, trả tự do cho tất cả tù nhân chiến tranh và những người bị trục xuất, ngăn chặn nạn diệt chủng sinh thái ở Ukraine và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh. NATO cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp bên trong lãnh thổ liên minh. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề NATO accused Russia of conducting hybrid attacks inside alliance territory. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. NATO đưa ra tuyên bố lên án các hành động hỗn hợp của Nga sau khi nhiều cá nhân bị cáo buộc làm việc thay mặt cho Nga từ bên trong lãnh thổ NATO. Trong vài tháng qua, chính quyền địa phương ở Estonia, Đức, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Điệp và Vương quốc Anh đã điều tra hoặc bắt giữ nhiều cá nhân bị cáo buộc làm việc thay mặt cho Nga. Một số hoạt động mà những cá nhân này bị cáo buộc bao gồm hoạt động gián điệp, phá hoại quân sự và thậm chí đề nghị ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuyên bố cho biết, những sự việc này là một phần trong chiến dịch tăng cường các hoạt động mà Nga tiếp tục thực hiện trên khắp khu vực Euro-Atlantic, bao gồm cả trên lãnh thổ của Liên minh và thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Điều này bao gồm phá hoại, hành vi bạo lực, can thiệp mạng và điện tử, các chiến dịch thông tin sai lệch và các hoạt động kết hợp khác. Các đồng minh NATO bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước các hành động hỗn hợp của Nga, vốn tạo thành mối đe dọa đối với an ninh của đồng minh. Sự gia tăng các vụ bắt giữ và trục xuất đặt ra câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của Nga ở Âu Châu. Ngoài các cuộc tấn công mạng hàng loạt được báo cáo trên khắp khu vực, tình báo Nga còn tích cực triển khai các điệp viên và đặc vụ trên khắp Âu Châu. NATO hứa sẽ tăng cường phản ứng trước các hành động hỗn hợp của Nga. Đầu tuần này, NATO đã triệu tập cuộc tập trận phòng thủ mạng lớn nhất của mình, Lock Shields, để chuẩn bị tốt hơn cho các đồng minh NATO trước các cuộc tấn công mạng của Nga. Đại diện Ukraine cũng tham gia tập trận. Căng thẳng giữa Mạc Tư Khoa và Liên minh đã gia tăng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Các nhà lãnh đạo Âu Châu gần đây đã cảnh báo rằng mối đe dọa bành trướng của Nga có thể dẫn đến một cuộc tấn công vào NATO trong những năm tới.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào ngày 19 tháng 3 cho biết Nga có thể tấn công NATO sớm nhất là vào năm 2026 hoặc 2027. Đánh giá đó phù hợp với nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, người đã ước tính vào ngày 9 tháng 2 rằng Nga có thể tấn công NATO trong vòng 3 đến 5 năm tới. Cùng lúc đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi việc Nga xâm lược Ukraine là vấn đề sống còn đối với Pháp và phần còn lại của Âu Châu. Sau đó, ông Macron cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng đưa quân phương Tây tới Ukraine. Mặc dù Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO sau đó tuyên bố rằng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch tấn công các nước NATO, nhưng ông cảnh báo rằng liên minh này phải chuẩn bị cho sự leo thang trong tương lai. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.